Lý Sen cứu cháu. Lý Sen. Jimmy. Mình cũng rất xin lỗi đó. Các bạn đã được xưa. Chị cũng đang đâu có một chút nào có chuyện là anh Jimmy. Lý Sen có sợ hãi lý cơ. Cái yếu tố này nó chỉ đau cái sự lỗi một chuyện nữa. Nhớ xong tân thôi chồng phải yêu sợ đó nữa. Để nói cho bé ta tỏ thay bé đại một vị tôn cho chó là cho bé ta tỏ thay tiền nó nè. Cụ thọ hay nhớ xong rồi ý chồng phải yêu sợ đó và ý chửi chầu thế ý chửi sai bé số lần số tù. Để nói cho bé tụ bé thế năng e thế tụ bé thế mua auto bé nè ra một vị nó. Cụ giờ hử lâu nè cụ giờ tụ dành đua cụ giờ tụ khi là một thay rồi cho lù lấy cho dáng già nhất cho hậu đại mỗi vị và tôn chuột chó nó thì chỉ hai trâu ít chồng có gì sẽ đào lấy chồng nhà tí cái tin năng cha ra đánh năng chó nó chỉ một thò qua trâu là do chỉ đặc biệt sẽ đào qua trâu là do bây giờ sponsor thò qua trâu cho tụ trừ ra đánh năng và giờ tí là hư chỉ ba nhở có tàu trò chạy bây là dành trở có ra đánh năng và tôn chuột chó ấy và có trong tuần tao và có tàu kể trò chạy lần được có nung nọ bây giờ có đầy mùi vị tung chua chó sợ tia giang tao trong ly trà là và thế chơi xe tia có ti là hiện nay ti ní vừa chỉ sợ lấy trà thía giả cho kể đã chỉ trong họ ti là ní vừa ba khía thía ba chân gà bê thía giờ cho nên tới nung nọ trong xe nhớ là cho nên một bao bê chó phê nó yên nọ để từ từ mua lù ly trà là họ hại cho bê chó cũng như là chó bê trong những nọ thía giờ tụi cứ sẵn nào nó trên mà thấy nó bê đâu nên á thế tụi này cũng bao thế, thế tụi chúng ta bao thế mà, ở nhớ trong tụi nói đến nhà nhà cái này phải tụi phải em nhớ cho hậu ra một vị nó mà dọn gì, còn mua đó chỉ là ha, hãy nhớ trong rồi cho không sửa đời thiết, nhớ trong cho không sửa đời ở cho phần phần thế cho phần khác số lần nè, cho ý cho cứ bao cuối cho cứ chúng ta bao cuối hôm đầu vậy, cứ lúc bên đi tiêu hôm đó cái gì mà hồi ra một vị nó chơi cuối tôi tưởng cho lúc bên hôm lý sáng rồi nè. Chị cho một vị nó giới ra tôi sẽ sắp lời thế nhưng ở qua khử sắp lời có số lần sự tù thế thì tôi sẽ biết để một vị nó thế ở chưa sáng sắp lời chị qua cho nó biết được sự thế tôi chứ không ra đã nên ngay ở qua cho tôi cái họ chỉ cố biết qua ra một vị nó thế rồi đi chờ là biết qua trong có tiền lần đấy họ khi ai còn tin nó biết qua tuần gì biết thì qua tôi còn những sự học vốn nữa chị muốn một lần nó sẽ ra hay nói anh em nó chị nhớ cho để nó cứ hết đi nào là như hạt tiền trong một vị nó của tao ấy thì mấy là nhớ cho họ luôn về hạt tiền thì sẽ nghỉ đây ạ giống xéo cho cho từ viện giàu số như là như hạt tiền từ sập bán sẻ ạ còn sáng cà phê là như hạt tiền người của tao xài của lo ấy thì mấy là nhớ cho trong một vị nó ạ chị của cho người tao kia sẽ nhẹ của lọ qua thế ạ thì giống xéo thế của cho tao từ cái lăng là như hạt tiền từ trí ra đây nên cái lăng cái chỉ ba ạ các trò chạy được với trong một vị nói trong xía lần đầu nữa ấy xin chỉ định nó sợ là tôi cứ sẽ phải nói thiệt tôi nói cho tôi phải tông cài nè cái gì mà nó mặc thêm được luôn bê đâu nè nhớ xong tên thôi đâu ý chồng phi sẽ đợi nghe nhở luôn bê hoa sẵn không qua của nhớ thôi sang nặng nó là nhớ ra một gì nó về của từ khu vực tông cài nó nhở luôn bê khu vực tông cài nó khu giờ ở ý từ năng ấy thì phụ thuận trong để trong nhà xí xí phe nó giờ tất nhiên tiền mà đồ nó xí xí phe thế chỉ tài châu nên đó thế nhưng mà nếu họ xuất xả lý giá thế nào còn bé và có trợ lý ra đã năng sử thế nhưng mà giờ thì bé và tàu họ tư họ chỉ giống nó là và thế chỉ xí hay thì nên cứ giờ thiết kế đồ bé thì có lựa chọn bé và họ thì họ mua để xí nó là bé họ vừa tàu đồng sản nó giờ họ tư nhà bé họ thay chỉ xua chỉ tàu nó là họ đã chỉ đạo theo dõi, giờ các loại người cũng do kể với ông một vị đại sứ họ chỉ của trong xe đầu sự vận sự khi nào chỉ nói dạng đạo theo dõi, họ họ mua cơ sở một vị mua cơ sở đá nên họ làm được với hoàn thiện có chuẩn cú làm với hoàn thiện trở với hoa tàu đi trả giá chỉ để cơ sở đá nên được cho nó có thể chỉ cú được với nó. Xe đó, thì nhớ xong nhé. Ủa cho đợt đó. Tao tỏ sai bê đôi chứ không?